tất cả các ba. Xin chào tất cả các ba. Hôm nay hai chị em mình sẽ có một clip là 24 giờ sống trong nhà xốp. Mà các bạn hãy xem đến cuối video nhé. Video này rất là hay đấy. Mình phải xin ba mãi mới cho quay. Đây, đồng giới thiệu với cái thùng xốp thế nào. Đây. Hôm nay hai chị em mình đã xếp vào được một cái nhà giống một cái nhà. Và chị em mình đã Cho thêm đồ vào. Này các bạn nhìn hai chị em chế này, lấy cái cành cây cái keo để làm cái để nếu cái này lên. Để làm cho cái này không bị sập xuống. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy. Thì mình đã bỏ hai chị em mình đã bỏ vối vào rồi. Đấy. Sàn nhà rất sạch nha các bạn nhìn này. Đấy, hai chị em là tách nhau ra bằng một cái cây keo. Đây, ở trên đây là hình. Không, các bạn biết vì sao mà hai chị em mình lại không để hình quay xuống đây. Tại vì để xuống lỡ mai đang ngủ nhìn, lỡ mai mở mắt dậy tinh mơ một phát cái là làng nó nước lên. Mình hay mơ cái chuyện của nó lắm. Là cái chuyện má. Và đây là cái lều của ông Ben. Nhưng mà ông ta đã phá sản cái nhà này rồi, ông không ở nữa. Và bây giờ đồng nằm xuống cho các bạn xem. Nằm xuống coi có vừa chân không. Dọn chân ra. Đấy, rất là vừa bạn nha. Vừa nhưng mà 24 giờ thì mình không thể đặt xuống đây được. Nếu đặt xuống đây thì sẽ không, không phải đặt xuống đó mà thua. Mà là mình chỉ được chạm xuống cái nền một nửa người thôi. Cái gì thôi? Chạm xuống nền một nửa người thôi. Còn nếu mà cả người thoát ra ngoài cái là thua. Hiểu không? Đấy, đây là các bạn đang chơi trong nhà mình này. Hello đê. Hello. Mình chào các bạn đê. Ben nào, chào các bạn. Đây, các bạn đang xem màn hình này. Các bạn hãy xem tiếp video nhé. Bye bye. Các bạn ơi. Mất đi nhiều. Tí nữa thì mình và em Đồng sẽ ăn ở trong đây luôn. Và sẽ có người phục vụ mang vào, không bị lo. Bọn mình ăn thoải mái luôn nha. Đang ăn cơm trưa ở đây luôn, ngủ đây luôn. Ngủ đây luôn xong rồi. Cũng mình còn được mang đồ ăn vặt ở đây để ăn nữa. Ngon lắm. Cấp. Mà cái nóc nhà của chúng mình bị tháo ra mất rồi. Để tí nữa bọn mình đi ngủ, bọn mình mới ghép lại rồi. Ok. Bây giờ bọn mình làm như thế. Chào các bạn, các bạn chờ đến lúc ăn trưa nha. Cúc bạn. Trong lúc bọn nó quẩy tung nóc. Hôm nay tao lên đây không bao giờ được mặt. Chào mọi người. Xem, để xem hai cái đứa này là hai đứa này làm gì ra? Em đang ngủ ở trong nhà kho. Không. Nhà kho em đang tìm kho báu. Bọn em vừa ở đây được. Làm gì có kho báu? Đây là đang ở trong nhà. Tìm được một cái phòng bí mật. Trong nhà. Thật đó. Nói lại rồi. Bọn em vừa tìm được một cái phòng bí mật. Bố đây mà xem nhiều nước lắm. Đây nước lắm. Đâu để chị xem nào. Có giấy gì đâu. Đi theo em vô trong hầm nè. Em có phòng bí mật luôn. Đúng rồi. Bạn đã xếp xong được cái nhà kho bí ẩn. Và một cái nhà. Và bọn tớ vừa làm một cái nhà rất nhiều nước. Đâu có nước đâu kiểu này. Có nước rượu nè, nước đường này, quả chanh này, những cái muối này. Đây là một cái lều để cắm trại. Một cái để trên một cái giường. Mọi người ơi, tại vì bọn mình thử để xuống đây rồi, nó quá chặt nên bọn mình sợ giấy nên là mình không, bọn mình không thể bỏ xuống được. Các bạn ơi, tí nữa con chuột nè. Tí nữa chúng mình sẽ ăn cơm ở đây và sẽ ngủ dậy. Chiều xong thì sẽ ăn đồ vặt. Sau đó sẽ chịu được bao nhiêu giờ. Nếu mà thua thì thôi, không có hình phạt gì hết. Hay là mình thử cho một hình phạt cho hay đi. Nhảy rất là si tin. Mày đâu có quay đâu mà mày vô đây nhảy. Thôi kệ nó đi. Mùa hè nó rất là tốt. Chụp độ. Ngoài đường này nó đi đâu quần áo. Bây
Mình sẽ cho các bạn xem hôm nay mình sẽ ăn cơm với những cái gì. Đương nhiên là canh sẽ có rồi, nhưng mà không biết thức ăn là gì. Chờ nha. Với là đương nhiên các bạn ơi, bây giờ mình sẽ với cái đồ ăn vặt đó. Tí nữa ăn cơm xong mình sẽ ăn. Nhưng mà bạn nhìn mình này. Nhưng mà chị có với được đến không này? Biết. Vâng, chị Huyền chuẩn bị leo lên rồi các bạn ạ. Một, các bạn nhìn chân mình nè. Các bạn nhìn chân này. Không chạm luôn. Một, hai, ba. Ơi không. Yeah, lấy được rồi. Chị chạm hết người ra ngoài. Bạn đây đồ ăn vặt của mình. Mới chạm một wow. Đây đồ ăn vặt của mình gồm có một cái kiểu mút bật okay. Nắp. Đây và là một mochi. Mochi. Tí nữa là... ăn xong em xin mẹ mua đây. Kẹo son môi ba màu. Đúng rồi. Tí nữa ăn xong em xin mẹ mua đây. Thì các bạn chờ nha, chờ đến lúc mình thưởng thức nha, đừng có mà tắt đi nha. Đừng tắt đi đâu hết. Đúng rồi đó, vì nhà kho này là nhà kho tuyệt vời. Em quay cho các bạn xem đây. Trường mình và em Đồng đã có cơm rồi, bây giờ chúng mình sẽ ăn nhá. Đây, mình sẽ giới thiệu này. Em chị Viền với mình đã có một chai nước sẵn. Mình được chai pizza của em Đồng là chai cam. Mình đây là canh rau ngót, thịt gà và nộm sữa. Đây là cơm. Dạ. Sao đó mà tắt nó có gì? Mà ăn cơm với mình nha. Ừ, mình ăn sữa thì ngon lắm. Đồng thích món nào? Thích món thịt gà. Ừ, cho món mắm à? Ơi, bây giờ đã có điện rồi. Bây giờ hai chị em mình đã mát mẻ hơn. Bây giờ mình lại ăn thịt gà tiếp. Nhưng mà mình quá nhiều. Các bạn không biết được đâu, một cái thằng giặc vừa qua đây để phá bọn mình đây. Ăn cơm cũng không yên. Nó khóc. À không, nó không khóc, nó la, nó đòi. Thôi, đời nó là thế. Ăn cái bánh cuống tráng cho nó đỡ buồn. Đỡ buồn. Đó, thằng quầy nó lại lại rồi. Đây, thằng giặc đây mọi người ơi. Nó tên là Ben, giặc tên là Ben. Các bạn biết thừa. Ôi, mình đã xây lại cái nhà rồi, mình không làm cái tầng hầm nữa. Tại vì nó cứ lỏng lỏng kiểu gì đó, cứ sập sập thôi. Cứ sập thôi, bọn mình chả muốn làm. Nên bây giờ mình đi ngủ, chưa rồi ăn xong cơm. Bây giờ bọn mình bắt đầu đi ngủ. Hằng kia mày ngủ trên giường như mày. Ba, mày sẽ đi học. Hai, một. Các bạn chờ đến chiều mình sẽ làm gì nha. Bạn muốn dậy không? Cái gì thế? Em đang ngủ mà. Đấy, em muộn rồi. Cả cái thằng kia nữa, dậy đây. Gì em đang ngủ luôn này. Mày không dậy mày thôi đi nha. Trời ơi, gì vậy này? Đây. Đang ngủ. Ba giờ hơn rồi đó. Ba. Bái rồi. Chết mẹ. Có muốn dậy không? Đang ngủ. Nóng quá chừng. Ai muốn dậy đâu? Từ đầu có thể đói không? Ba, thấy đói lắm kìa. Đói.
Vị như là vị nho, vịt quất. Vịt quất à? Bên ngoài là bột màu trắng và nó có cái nhân màu ở trong màu tím tím. Và mình sẽ ăn thử màu mấy em. Ui, dính không? Các bạn nghe cầm mấy cái này cho nó sạch. Cái cho thằng Bon nha. Các bạn ơi nha, nhìn lần sau nè, nó tím à. Này Bon nè. Cái mà đem đây ở trong này là nhân nha. Mình sẽ ăn thử. Mình sẽ ăn trước. Mời các bạn. Các bạn ơi. Các bạn nhìn nhớ trong nhìn nè. Ơi cái kẹo này rất là hay nha, mình ăn nhìn nè. Lúc này sao nó ra hay đâu. Rất đẹp. Có một cái kẹo mút ở trong này luôn. Đây cái kẹo mút này. Bao bọc là tên là Pop Us. Pop Us gì mình. Cái mình... hãng này là hãng của nước ngoài đó các bạn ạ. Mọi người ăn Pony hải tặc. 225.000. Ôi trời ơi. 225.000 nha các bạn. Bom được có quả bên nào người ta không qua đi mà. Thì mình sẽ ăn cái kẹo này. Kẹo này hơi khó bắt. Không khó. Không. Wow. Wow. Có thật ba màu luôn nè. Các bạn. Đẩy cái này lên nó sẽ lên màu. Im đừng kéo. Ủa. Để xịn chưa. Mà sao nó bực dữ luôn. Đấy, đây là 7 chiến trường ăn xong của ba. Hai chị em mình này. Đấy. Cho tí phải dọn. Em kéo mà ra được. Ôi đầu. Cái gì? Mày đi vệ sinh á là mày thu luôn vậy hả? Sao? Mày thu luôn vậy hả? Yeah, mày cũng thua rồi. Yeah. Yeah, mày cũng thua rồi. Yeah, mày cũng thua rồi. Yeah, mày cũng thua rồi. Em mình lại phải đi dọn hết đống đồ rồi đâu đây. Ôi mẹ ơi. Rồi. Bye bye các bạn. Các bạn hãy like, share và comment cho kênh mình nha. Nhưng mà nhớ là subscribe nhớ đó. Ấn chọn cái chuông á. À thật là buồn vì hai chị em mình đã thua. Đã thua. Một tại cái thằng solo này nó kéo mình ra ngoài không là mình thắng rồi á. Dạ. Bye bye các bạn.